Hello cả nhà, xin chào mừng cả nhà đã quay lại kênh Weekend Cook cùng vào bếp nha. Hôm nay Weekend Cook sẽ đãi cả nhà món ăn rất là nổi tiếng ở bên Thuật ở Việt Nam. Và mỗi dịp gặp mặt nhau mọi người thường tổ chức đó là món bánh xèo đó, với phong cách lạ mắt. Đó là mình sẽ sử dụng nguyên liệu là từ sữa đậu nành các bạn nha. Nên bánh xèo sẽ có vị rất hơi đặc biệt. Nguyên liệu chúng ta sẽ có là một bánh xèo. Thì bánh xèo các bạn có thể dùng bột gạo, có thể mua loại bột mà đã pha sẵn các bạn nha, các bạn cũng được nha. Đó, mình sẽ có nguyên liệu là 400g bột bánh xèo các bạn nha, pha sẵn, hoặc là 400g bột gạo các bạn. Rồi ngoài ra chúng ta sẽ có 1g muối và cùng với 1g hạt nêm, rồi cùng với 1-2g bột nghệ và 10ml dầu ăn cùng 200ml nước cốt dừa và 1 lít sữa đậu nành các bạn nha. Ok, rồi chúng ta bắt đầu pha bột các bạn ơi. Rồi chúng ta sẽ chuẩn bị một cái thao, rồi mình sẽ cho sữa đậu nành vào cái thao các bạn nha. Đó, và một tô cũng được nha. Đó, rồi mình sẽ trộn sữa đậu nành cùng với nước cốt dừa các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ cho gia vị vào như là muối cùng với hành đen một ngọt các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ trộn đều và mình sẽ bắt đầu cho bột bánh xèo, bột và gạo vào các bạn nha. Đó, sau khi cho hết mình sẽ cho cái bột nghệ vào cho ăn và cuối cùng các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ cho bột bánh xèo vào các bạn nha. Các bạn vừa cho vào và vừa khuấy đều các bạn nha. Đó, cho hỗn hợp nó mix vào nha các bạn. Đó, khi các bạn cho xong thì mình sẽ cho những nguyên liệu còn lại vào như là bột nghệ cùng với dầu các bạn nha. Đó, sau đó mình sẽ lọc qua rây để làm bỏ những cái lạnh cận các bạn. Đó, thì bánh xèo sẽ mịn hơn các bạn nha. Ok, mình sẽ để bảo quản khoảng tầm 20 tiếng để bột bánh xèo nó hoàn thành các bạn. Đó. Ok, và sau khi mình đã cho tầng hỗn hợp vào khuấy đều, bây giờ mình sẽ lọc rây các bạn nha. Ok, và mình sẽ chuẩn bị đậu nành mình đã ngâm trước các bạn. Ngâm trước 20 tiếng rồi cho nở ra, bây giờ mình sẽ hấp cho nó chín các bạn nha. Ok, và nguyên liệu nhân của mình sẽ có là 300g thịt ba rọi cùng với 300g tôm các bạn nha, tôm bằng tép các bạn, tôm đất á, đó, rất là ngon các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ cắt sẵn các bạn nha, cắt láng mỏng á. Ngoài ra chúng ta sẽ có hành tây là 100g các bạn nha, cũng cắt láng mỏng luôn, cùng với nguyên liệu gia vị bao gồm là 3g hạt nêm cùng với 3g đường và 1g muối các bạn nha. Ngoài ra chúng ta sẽ có là dầu mè là 5ml nước các bạn nha. Đó, 5ml dầu mè các bạn. Ok, bây giờ mình sẽ bắt đầu mình xào cái phần nhân các bạn nha. Xào chín à, sơ chín luôn các bạn. Ok, mình sẽ chuẩn bị cái chảo nóng và mình sẽ cho dầu vào. Sau khi dầu nóng thì mình sẽ bắt đầu cho hành tây vào phi các bạn nha. Phi thơm, sau đó mình sẽ cho thịt và tôm vào. Rồi mình sẽ xào đến khi mình tôm chín thì mình cho gia vị và mình xong các bạn nha. Ok, và sau khi mà cái phần tôm thịt đã chín thì mình cho gia vị và mình xào đảo lần cuối là mình lấy ra các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ chuẩn bị phần nước chấm ra. Sẽ gồm là 5g tỏi băm các bạn nha, nửa trái chanh, rồi cùng với 3-5g ớt các bạn nha, tùy các bạn muốn cay nhiều hơn, 100ml nước ấm các bạn nha, rồi 5ml nước mắm cùng với 50g đường các bạn nha. Rồi mình sẽ cho cái phần nước ấm các bạn cùng với nước mắm vào mình trộn chung cùng với đường như các bạn khuấy tan nha. Sau khi mình đã khuấy tan đường cùng với hỗn hợp nước nước và nước mắm thì mình sẽ cho chanh cùng với tỏi ớt vào là xong các bạn nha. Ok, tiếp theo mình sẽ làm hỗn hợp đồ chua các bạn nha, là bao gồm 100g củ cải trắng và cà rốt mình đã cắt sợi cùng với 50ml giấm và 5g muối các bạn nha. Mình sẽ cho giấm với muối vào chung hỗn hợp này để làm mềm các bạn nha, cũng như để cho cái giấm với cà rốt nó, quay trắng với cà rốt nó mau chua các bạn. Đó.
Ok, và sau khi nhắc bỏ bớt nước thì mình sẽ chuẩn bị nguyên liệu là một chua bao gồm là giấm các bạn nha, là 10ml cùng với nước ấm là 20ml và 10g đường các bạn nha. Mình sẽ trộn chung hỗn hợp này với nhau và mình sẽ cho vào cái chén cái trắng và đốt các bạn nha, là xong các bạn. Ok, và nguyên liệu đó là ăn chung bánh xèo, nó có các bạn là một dĩa rau, rau sống nè các bạn, rau xà lách, rau thơm, nó giúp cá nè, rau cải xanh nè, nó đủ loại các bạn nha, quế luôn. Rồi ngoài đó chúng ta sẽ có là nhân mình đã xào các bạn nha, cùng với hành, đó, hành băm sẽ mình sẽ cho vào bột bột bánh xèo, cùng với 100g đậu xanh mình hấp chín nè, 100g giá, cùng với 100g đồ chua và 150ml nước chấm các bạn. Và đây là hỗn hợp bột mình đã để nó giờ 2-3 tiếng các bạn nha. Bây giờ mình sẽ cho cái hành vào, mình sẽ khuấy đều, mình sẽ chuẩn bị mình chiên bánh xèo các bạn nha. Ok, thì đầu tiên mình sẽ chuẩn bị cái chảo các bạn nha, và mình sẽ cho bánh xèo vào, sau đó mình sẽ cho cái phần nhân thịt ba loại hành tây á mình đã xào cùng với giá và đậu xanh vào các bạn nha. Ok, và trước cái chiên bánh xèo mình sẽ dùng dầu mình quét, các bạn có thể dùng dầu mình đưới lên vực nha các bạn nha. Rồi sau đó mình sẽ cho lửa nóng lên chảo bạn đó, các bạn hãy dùng chảo chống dính hoặc là chảo gan cũng được các bạn nha, chảo gan thì nó sẽ giòn hơn đó, các bạn có chảo nào dùng chảo đó nha. Ok, và mình sẽ chuẩn bị một vá muối á, vá muỗng á, mình sẽ múc đầy, mình sẽ đổ một cái xèo các bạn nha. Khi mà chảo nóng nó sẽ giòn xung quanh, giòn vô các bạn nha. Sau đó mình sẽ cho phần nhân vào, mình sẽ đậy nắp lại khoảng tầm 30 giây các bạn nha, cho nó chín. Đó. Sau đó mình sẽ để cho nó chín giòn, sẽ lật lại là xong các bạn. Ok các bạn thấy không? Đó. Sau khi mở nắp xong thì bánh đã chín rồi các bạn thấy không? Đó. Bây giờ mình sẽ sử dụng một cái vá dẹp các bạn. Đó. Mình sẽ rưới dầu xung quanh để mình dễ lật các bạn nha, dễ gỡ hơn. Đó. Giờ mình chỉ lật và gấp đôi lại đó, là xong các bạn nha. Mình chuẩn bị cho các món thưởng thức của cả nhà ơi, thành giàu luôn cả nhà nha. Đó. Thì bánh này rất là giòn các bạn. Đó. Nhưng mà các bạn nếu muốn giòn lâu hơn, các bạn có thể pha phân nửa cái lúc mình pha ban đầu á, là phân nửa sữa đậu nành cùng với phân nửa cái soda á, sẽ giòn hơn lâu hơn nữa các bạn nha. Đó. Thì các bạn thôi, rồi mình lấy ra và mình chuẩn bị thưởng thức nào cả nhà ơi. Ta-da! Và cuối cùng chúng ta đã có một mâm bánh xèo giòn tan bên ngoài cùng hương thơm sữa đậu bên trong, cuốn với rau thơm các loại và đồ chua, chấm cùng miếng nước mắm tỏi ớt chua ngọt, trời ơi quá tuyệt vời cho những phút thư giãn vào cuối tuần cả nhà nha. Chúc cả nhà có những phút giây thư giãn với món bánh xèo hương sữa đậu đặc biệt này nhé. Rồi cả nhà hãy thử xem nha, một lần được bánh rau cạn sẻ thích thú với món bánh xèo này đó. Rồi hẹn gặp cả nhà ở những clip sau. Bye bye.